Mình sẽ tiếp tục với câu 67, phần trắc nghiệm, câu hỏi trắc nghiệm hóa học lớp 9, câu 67. Giải gồm các chất đều bị nhiệt phân, phân hủy cho ra giải phóng khí carbonic và oxit bazơ. Ở đây đáp án mình sẽ chọn là câu C. Vì câu A mình không chọn là vì Na2CO3 là không bị nhiệt phân. Giờ cô viết phương trình. Còn câu B á, là cô không chọn là vì NaHCO3 là nhiệt phân cho ra Na2CO3 CO2 với nước không ra oxit bazơ. Bây giờ cô viết phương trình nha, CaCO3. CaCO3 nhiệt phân ra gì? CaCO3 nhiệt phân sẽ cho ra CaO cộng CO2. Tương tự magie CO3 nhiệt phân cũng cho ra magie O cộng CO2. BaCO3 nhiệt phân cho ra gì? BaO cộng CO2. Bây giờ cô viết cái phương trình nhiệt phân của NaHCO3 cho mình xem nghe. NaHCO3 mà nhiệt phân là cho ra gì? Na2CO3 cộng CO2 cộng nước. Như vậy là không ra oxit bazơ. Bây giờ câu 68. Nhóm gồm các khí đều tác dụng với dung dịch NaOH ở điều kiện thường. Là câu A là cô không lấy là vì có khí hydro. Câu B cô không lấy là vì có khí CO. Bây giờ cô chọn câu C. Clo này cộng với NaOH ở nhiệt độ thường là tạo thành nước gia ven NaCl cộng NaClO cộng nước. Còn khí CO2 mà tác dụng với dung dịch NaOH thì mình biết rồi, tạo thành Na2CO3 và nước. Câu 69 là câu lý thuyết. Trong các kim loại Al, Ag, Fe, Cu thì kim loại dẫn điện tốt nhất là Ag. Câu 70. Câu 70 có các kim loại Z, N, A, L, A, U, A, G, C, U, F, E. Giải các kim loại đều tác dụng được với dung dịch muối AgNO3. Mình lưu ý là kim loại mà muốn tác dụng được với dung dịch muối AgNO3 thì bắt buộc là kim loại đó phải mạnh hơn kim loại bạc. Tức là mình dựa vào giải điện hóa kim loại thì những kim loại đứng trước bạc gồm có là kẽm là 1, Al là 2 nè, Cu là 3 và Fe là 4. Bây giờ ví dụ Zn cộng AgNO3 cho ra gì? Cho ra ZnNO3 tất cả 2 lần cộng 2Ag. Tương tự Al cộng AgNO3 cho ra AlNO3 tất cả 3 lần cộng Ag. Câu 71, giải gồm các kim loại đều phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng là những kim loại nào đứng trước hydro trong giải điện hóa kim loại, tức là trong giải hoạt động của kim loại thì mới tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng. Ở câu 71 câu A cô không có là vì có Cu đứng sau hydro. Câu B cô không lấy là vì có Ag. Câu C tương tự như vậy vì có Cu. Như vậy cô sẽ lấy đáp án D. Ví dụ kẽm tác dụng H2SO4 ra gì? Ra ZnSO4 và giải phóng khí hydro. Tương tự ví dụ Al cộng H2SO4 cho ra muối nhôm sunfat và giải phóng khí hydro. Câu 72, câu mô tả hiện tượng. Khi cho một viên kẽm vào dung dịch đồng sunfat thì mình biết là kẽm cộng CuSO4 tạo thành Cu và ZnSO4. Mình biết cái dung dịch muối đồng là màu xanh, còn đồng kim loại là màu đỏ.
cái đồng kim loại này nó sẽ bám vào viên kẽm. Viên kẽm bị tan ra vì kẽm này tham gia vẫn, và màu của dung dịch đồng xung phát đang màu xanh thì sẽ dần dần bị mất màu đi. Như vậy là hiện tượng là viên kẽm tan dần, màu xanh lam của dung dịch đồng xung phát nhạt dần, có một chất rắn màu đỏ bám bên ngoài viên kẽm. Câu D. Câu 73. Trong các kim loại dưới đây, kim loại nào vừa tan được trong dung dịch HCl, vừa tan được trong dung dịch nào H? Rất dễ thôi, đó là kim loại nhôm. Ví dụ nhôm mà cộng HCl cho ra gì? AlCl3 và giải phóng khí hydro. Nhôm mà tác dụng với dung dịch NaOH sẽ cho ra NaAlO2 và cũng giải phóng khí hydro. Câu 74. Dung dịch AlCl3 có lẫn tạp chất là Cu. Mình sẽ dùng chất nào sau đây để làm sạch muối nhôm? Ở đây là cô sử dụng kim loại Al. Vì sao? Khi Al cho vào cái dung dịch vừa chứa AlCl3 mà vừa chứa CuCl2 thì Al sẽ tác dụng với CuCl2 cho ra AlCl3 và Cu. Vậy thì khi đó là Cu là bị đẩy ra thành kim loại đồng. Vậy cô vớt kim loại đồng ra. Vậy thì trong dịch chỉ còn AlCl3. Nếu mà cô cho nhôm dư, cô lưu ý là cô phải cho nhôm dư để muối đồng phản ứng hết. Thì cái phần nhôm dư nó cũng nằm cùng với lại kim loại đồng. Cô vớt hết các chất rắn ra thì cô sẽ được thu được dung dịch AlCl3 tinh khiết. AlCl3 chứ không còn lẫn muối CuCl2. Câu 75. Dãy các kim loại nào sau đây được xếp theo đúng chiều hoạt động hóa học tan dần? Cái này là mình phải dựa vào dãy hoạt động hóa học của kim loại. Chiều hóa học tăng dần, chiều hóa học tăng dần đó là kali sẽ mạnh nhất. Câu C, CuFeZnAl magie kali. Câu C. Câu 76. Trong công nghiệp người ta sản xuất nhôm bằng cách điện phân nóng chảy Al2O3 có xúc tác cryolic tạo thành Al và O2. Ở đây là sở dĩ vì sao người ta cho cryolic. Người ta cho cryolic là vì cryolic sẽ tăng cái độ dẫn điện, đồng thời là nó làm hạ nhiệt độ nóng chảy của Al2O3. Hơn nữa là cryolic phủ trên phía trên sẽ bảo vệ cái lớp nhôm vừa mới tạo ra không bị oxy hóa bởi oxy không khí. Câu 77. Hòa tan 23,5 gam kali oxit vào nước thu được 0,5 lít dung dịch. Tính nồng độ mol của dung dịch A. Này dễ. Kali oxit K2O cộng với nước là ra dung dịch A, chính là dung dịch KOH. Số mol của kali oxit là bằng khối lượng là 23,5 chia là kali 39 nhân 2 cộng oxy 16. Ở đây là bằng 0,25. Vậy KOH sẽ là 0,5 mol. Vậy nồng độ của dung dịch KOH là bằng 0,5 là số mol chia thể tích là 0,5 bằng 1 m. Vậy đáp án là câu C. Câu 78. Cho 4,8 gam một kim loại hóa trị 2 tác dụng vừa đủ với 4,48 lít khí clo điều kiện tiêu chuẩn. Vậy kim loại đó là gì? Rồi kim loại đó chưa biết, cô gọi là R. R cộng Cl2 cho ra RCl2. Số mol khí clo là 4,48 này chia 2,4 là mấy? 0,2. Đây 0,2 nè. Đây R cũng 0,2. Vậy thì M lớn R bằng khối lượng là 4,8 chia 0,2
là bằng 24. Mà 24 chính là kim loại magie. Câu 79. Axit sulfuric loãng tác dụng được với tất cả các chất trong dãy nào dưới đây? Câu A là không lấy là vì có kim loại đồng, không tác dụng với H2O4 loãng. Câu B không lấy là vì có kim loại bạc, không tác dụng H2O4 loãng. Câu C không lấy là vì có NaCl, có K2O4, không tác dụng với H2O4 loãng. Thực tế là NaCl mà dạng tinh thể với H2O4 đặc là có tác dụng với nhau ha, còn đây loãng là không tác dụng. Bây giờ thử nha, Al cộng H2O4 cho ra cái gì? Loãng là ra muối, giải phóng khí hydro. Tương tự FeOH 2 lần cộng H2O4 loãng. Đây là phản ứng trung hòa, sắt hóa trị 2 nên ra FeO4 cộng với nước. Tương tự BaC là 2 và là HO3. Các em tự biết. Câu 80. Câu 80. Dung dịch nào hát phản với tất cả các chất nào sau đây? Dung dịch nào hát phản được với tất cả các chất nào sau đây? Câu A không lấy là vì có CO không phản với nào hát. Câu C không lấy là vì có magie O không phản với NaOH. BaCl2 cũng không phản với NaOH. Bây giờ là câu B. Câu B không lấy là vì có KNO3 không phản với NaOH. Bây giờ viết nha, H2O4 cộng với NaOH tạo thành Na2SO4 cộng với nước. Tương tự SO2 mà cộng với NaOH sẽ cho ra muối natri sulfit Na2O3 và nước. Tương tự CO2 như vậy, có FeCl3 2, FeCl2 cộng với NaOH là phản trao đổi giữa muối với dung dịch kiềm tạo ra muối mới và một bazơ mới, trong đó bazơ mới FeOH 3 lần, FeOH 2 lần là cái tủa. Vậy mình hết phần trắc nghiệm.